tôi nghĩ rằng cả khóa của chúng ta sẽ phải rất tung chiều tất cả những học viên này. Và trong này chúng tôi xin giới thiệu sơ đây là một tiết mục của Sushi Đăng Khôi. Đây một micro. Rồi cô cầm cái này cô đem khách cho con nhá. Cái này đúng không? Thầy đúng không? Tốc độ như nào? Mẹ cho tốc độ như nào? Bạn rất là hứng khởi khi đến với các nhà dân tộc. Và với điều đó thôi thì cô đã thấy là cả cái hội trường ngày hôm nay cần phải vỗ tay rất nhiệt liệt ủng hộ với cái tinh thần của cả hai cô đến với các nhà dân tộc. Rồi anh Minh có thể lên đây đánh cho em để em làm cái box. Ôi trời, ai bảo anh mặc thế? Trời ơi. Nào, anh là anh Đinh Nhật Minh. Em có biết anh Đinh Nhật Minh tuổi 6 lúc đó? Đó, mọi người về cái cha nhá. Cha trên bên trái mình này là cậu con trai thứ hai của cô. Bây giờ con cho cô tốc độ nào, tốc độ như thế nào? Đây. Nào, chưa được. Nào, con giới thiệu trước đi. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi và con hôm nay con sẽ chủ đề tiết mục gì nhé? Oh,
rằng tất cả những học viên ngày hôm nay hãy luôn luôn theo dõi theo từng bước phát triển của Suzy Đăng Khôi, và rất mong mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ và giới thiệu cho tất cả mọi người biết được một cái tài năng trẻ, và chúng ta cần phải ươm mầm bằng cách chúng ta dành tình yêu và theo dõi từng bước chân của Suzy Đăng Khôi.